Anh, cái này hay lắm nè. Cái gì hay vậy em? Bữa giờ á, dịch ở nhà không à, mình đi Đà Lạt chơi đi. Em thèm dâu quá à. Ôi, giờ này em thấy là trên Đà Lạt giờ đang thất thủ đó. Tại vì anh thấy trên báo á, là người ta đi kín đường luôn. Mà chợ Đà Lạt á, là không có chỗ mà đi luôn. Người ta đi bộ mà san sát nhau. Nói chung là mùa dịch này rất là nguy hiểm luôn á. Với bây giờ mình đang có em bé nữa. Em thèm đi Đà Lạt lắm. Từ Tết giờ toàn ở nhà không, đâu được đi đâu đâu. Với lại em nghĩ là không thì mình đi cái vùng nào mà xa xa cũng được. Chủ yếu là lễ là mình nghỉ ngơi nè, xong mình tận hưởng không khí lạnh lạnh trên Đà Lạt nữa chứ hả. Anh thấy không, Biên Hòa nắng như quỷ vậy. Nhiệt độ gì đâu hả, ban ngày hả 37-38 độ, đêm hả thì còn 27-28 độ. Nói chung là nóng quá à. Em thèm cái không khí Đà Lạt quá à. Nha, với lại em thèm hái dâu nữa. Bây giờ người ta lễ người ta đi đông như vậy thì em nghĩ còn dâu không? Người ta hái hết xanh không còn đâu. Bây giờ chỉ có trong siêu thị thôi. Bây giờ anh dẫn em đi siêu thị. Em thích bao nhiêu dâu anh mua bấy nhiêu dâu cho em. Ăn bao nhiêu cũng được đúng không? Được rồi, anh nói nha. Em mua cho 10kg luôn cho anh. Trả tiền mệt nghỉ luôn. Ok, đi. Ok, đi thì đi. Cuối cùng thì anh chị cũng đã đến siêu thị. Nhưng đáng tiếc rằng quầy quán dâu không còn một hộp nào các em ạ. Bây giờ anh mua mấy cái loại hương liệu dâu này nè, nó cũng ngon vậy. Cái này cũng là trái cây tự nhiên nè. Đó. Ai biết mấy món đồ này có ngon không? Em là thèm ăn dâu thôi. Thì cái này nó cũng vị dâu đó, giờ em ăn thử đi, biết đâu nó là ngon hay sao. Được rồi, bây giờ em thử ăn xem là những cái thực phẩm này làm bằng hương liệu dâu nó có ngon và giống như là quảng cáo hay không nha. Đây. Anh có chém gì vậy? Đây anh mua một cái lốc sữa, gọi là sữa lên men tự nhiên, hương dâu đó. Cái này rất là ngon luôn và rất là thơm. Còn cái này á là sữa cô gái Hà Lan nè, cũng là hương dâu nè. Anh nghĩ cũng rất là ngon đó, tại vì anh thấy cái này cũng nhiều người uống nè. Đây nè, anh mua thêm một lốc sữa chua nè. Thấy dâu đây chưa? Đó, nhìn tươi như này, ngon như này. Bên trong này á còn có cả thạch dưa nữa nhá. Này nhìn rất là ngon luôn nè. Trong này là dâu xay đó. Ngoài ra anh còn mua thêm bánh này, bánh quế. Và nhân là nhân dâu đó em. Kẹo Amphalibe anh cũng mua lại hương dâu luôn. Ở đây anh còn thấy cái lọ này không biết lọ gì. Cái hình như lọ thạch, mà thạch làm bằng dâu. Nên anh mua thử luôn. Cái này anh cũng chưa uống bao giờ luôn. Anh mua cho em uống thử luôn nè. Còn đây á là cái kẹo kẹo nhai, kẹo dẻo. Cái này cũng là hương vị dâu nè. Anh thấy nó là lạ, anh cũng mua luôn. Đó, anh nghĩ cái này cũng rất là ngon luôn nè. Em biết cái này gì không? Cái này là sữa Nutribut á. Cái này cũng là hương dâu luôn nè. Quả dâu nè, thấy không? Rất là ngon luôn, dâu tây không á. Còn đây là siro dâu. Cái này thì hương nhân tạo thôi, nhưng mà anh nghĩ cũng ngon. Mình làm đã bào không em? Sao em nhìn vô cái này em cảm giác như Lan làm thử thách 24 giờ mà màu hồng vậy? Sao cái nào cũng hồng hồng hết vậy anh? Thì tại dâu nó màu hồng thì anh mua nó màu hồng chứ làm gì có dâu màu gì đâu. Thôi bây giờ anh thử đi em. Ngon lắm á. Thôi bây giờ nắng nóng quá. Em sẽ uống trước cái hũ này đi. Cái hũ này là cái hũ gì? Cái hũ này là hũ thạch dâu. Thạch dâu, thạch dâu tây. Bổ sung vitamin C. Đúng rồi. Anh nhìn khá là ngon đấy. Thơm không? Em nghe mùi cũng thơm. Em muốn thử nha. Sao? Trời, đâu phải là nghe mùi dâu hết đâu. Nghe mùi nho nữa. Đúng rồi, như vậy là cái này là trái cây tổng hợp. Có cả nho này, cam này, với dâu. Sao, được không? Cái vị của nó thạch của các em. Thạch của nó hả, nó không có dai mà nó mềm nhuyễn giống như là quay xăm xăm cỡ như vậy đó. Mà nó mềm hơn xăm xăm nữa các em ạ, nói chung là cũng ngon. Anh nói cho đúng thử đi, món đầu tiên là hay giờ ờm rồi đó. Anh thấy uống cũng được mà. Được rồi, em cho anh. Đó, em uống đâu, em uống cái khác. Giờ chị Nhi sẽ uống cái loại này nha các em. Cái loại này là sữa chua đây. Thức uống từ sữa lên men vị dâu. Đúng rồi. Đây này em bóc nha. Anh nghĩ cái này rất là ngon nè. Công nhận cái này ngon thiệt. Cái
hương vị của nó thơm thơm mùi dâu mà nó rất là dịu dịu, nó không có ngọt gắt mà nó ngọt mà gọi là thanh thanh dịu dịu. Nó còn thêm vị sữa nữa. Chua chua. Nói chung là cái này ngon, cái này cà phê có thể là người lớn uống được. Con nít thường chị thấy trong siêu thị á là trẻ con thường là mua cái này uống, nhưng mà không biết tại sao anh Xuân Hà lại mua cái loại này cho chị, nhưng mà chị uống cảm thấy rất là ngon. Ok, nếu ngon ta sẽ tập trung và để cho mời tay phải. Rồi. Nãy giờ uống nước rồi đúng không? Bây giờ ăn bánh đi. Chứ bây giờ ở đây còn đa số là nước không à, chứ đâu có mì tôm mà gọi là mì tôm dâu đâu, hoặc là cái gì ta. Chú gì em ở đây thấy kỳ kỳ rồi. Sao anh vậy? Không thấy cái bao bì hả? Là nó hả có bơ mà gọi là bơ full cái cây luôn. Cái này nè, các em thấy không? Như cái ống nhòm vậy á. Đây nè. Mày là bị lừa rồi. Như vậy là anh bị lừa rồi em ơi. Rồi, cái này được gọi là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cái này gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Chuẩn men. Bánh quế, hương vị dâu nè các em ơi. Nói chung là bây giờ em sẽ ăn thử. Nhưng mà vẫn có mùi dâu nè. Mùi dâu tây. Trời ơi, cái lớp dâu nó mỏng lắm luôn anh ạ. Mỏng te luôn á. Nhưng mà bù lại một cái là cái bánh nó rất là giòn. Nó quấn rất là nhiều lớp và rất là giòn. Và cái bánh quế này thường á người ta sẽ ăn chung với kem. Khi các em thấy là mình đi ăn kem á, là mỗi ly kem người ta sẽ cắm một cái cây bánh quế này vào. Nói chung bánh quế này ăn cũng được. Nói chung cũng được. Được. Rồi, như vậy là món này ngon đúng không? Món này ngon để đây đúng không? Tí làm video là mua cho em cây kem dâu. Giờ ăn như nước trời. Kẹo. Ừ, em định ăn, người ta ăn kẹo này, mà anh lấy kẹo này thôi, ăn kẹo này. Đây là kẹo gum bong bóng. Xin gum hả? Ừ, kẹo xin gum. Phía đây nè. Hai đầu luôn. Nè em quay xong cho bé cuốn chừng. Rồi ok. Đây là cái đường mở ra nè. Hai viên tôm châu một hộp. Nhìn nó buồn cười quá à. Nhét luôn là mũi nha. Ai như bậy quá. Đỡ cái tài bắt chú tao. Anh Xuân Hà bậy đừng nghe nha các em. Ăn thôi không nhét là mũi nha. Không nhét được tay luôn nha. Không nhét đâu hết. Nhét một miệng thì được. Ba ăn xong nhớ nhà bà ra. Chuẩn. Cái này thì khá là thơm à. Mềm. Mà hai viên bé tí tí à. Nhai không có đã hết trơn. Nếu mà muốn nhai cái này đã. Và phải nhai ít nhất trên 5 viên nha mới đã. Nhưng mà đường không các em à. Nói chung là đường khá là nhiều. Hóa học. Với pha hương liệu dâu thôi. Dở không cho anh không ăn hả? Nhưng anh cũng được. Không nổi là dở lắm. Làm cho anh nó không ăn. Ok, mày lấy cái này. Chị không thích. Ok, bây giờ món tiếp theo nè. Em đang suy nghĩ là em ăn cái gì tiếp theo đây. Hay là mình ăn sữa chua đây. Ăn sữa chua phải có muỗng chứ. Giờ mình muốn sữa chua như thế này ra là mở ra lại ăn bằng sao? Chắc là em hấp hả? Đúng rồi. Thôi, cái miệng đầm đen xuống quá kìa. Tại vì cái này là nó tan ra rồi, chứ không phải là dạng đông cứng. Bây giờ đây có 4 hũ đúng không? Chị sẽ cho anh Xuân Hà ăn một hũ và không cần muỗng. Rồi anh ăn nha các bạn xem đi. Okay. Em đi lấy muỗng em ăn. Ok, như vậy là chị nhìn lại lấy muỗng xong rồi. Và bây giờ anh sẽ sử dụng ống hút và anh hút. Thôi, ai cho anh kêu là để như vậy. Nhưng chị uống rồi mà. Em, vô nha. Em kêu mình dùng muỗng hay anh dùng cái này được sao đâu. Rồi anh mở ra anh ăn thật nha. Cho các bạn cùng em xem nha. Anh ăn thật như thế nào. Dưới này còn có thạch nữa em ơi. Ừ. Cái ống hút nó mới tí thì tí anh. Em để em xem cách nào mà anh ăn được thạch nha. Thôi, đằng nào phải bóc ra. Thôi bóc ra thôi. Em ơi, hồi nãy á chị ăn bánh ngọt, chị ăn kẹo, xong bây giờ ăn sữa chua. Mà lúc trước mình ăn ngọt rồi, bây giờ ăn chua, cái lượng chua nó sẽ gấp đôi. Nó rất là chua. Đây các em ơi. Cái nắp này cũng khá là ngon nè. Người ta lấy muỗng đi, người ta cạo xuống các em ha. Đi đâu mà liếm liếm, nhìn ghê quá à. Đây. Đây, đây là thìa của chị. Chị đã múc một ít sữa chua, kèm theo là một ít thạch nữa. À, trong đây có dầu xay, đúng rồi, có dầu xay. Vậy này là cái này là quảng cáo đúng.
có dâu xay nè, có thêm thạch nè. Đúng em ạ, cái hình này là hình quảng cáo nè. Đó, vậy là cái màu nó đậm hơn chút xíu thôi, chứ lẽ là có lẽ là người ta photoshop. Được, nói chung là cái này được. Mà cái này bỏ bên trong lạnh thì nó ăn ngon hơn. Đúng rồi, nãy giờ mình đi siêu thị về xong rồi nó chảy ra rồi, không được ngon cho lắm. Nếu muốn ngon sẽ bỏ vô tủ lạnh. Và cái nào ngon thì cô sẽ để bên tay phải để dành chị ăn. Bây giờ mình còn 4 món. Bây giờ, hồi nãy em ăn sữa chua đúng không? Mà miệng khá là chua và cảm thấy rất là chua chua lắm luôn á. Bây giờ là 1 á, là ăn kẹo, 2 là uống sữa. Em chọn ăn kẹo đi, không uống sữa đâu, nãy giờ uống nhiều quá rồi kẹo, nước nhiều quá bê. Kẹo này thì rất là ngọt rồi. Anh ăn kẹo gì anh? Ăn Fanny Bê. Ăn gì? Ăn Fanny Bê. Anh đọc lại cho các bạn cùng em nghe một lần nữa nào. Đây, kẹo này là kẹo đọc có hai loại. Một loại là kẹo dẻo và một loại kẹo cứng của em nhé. Không, anh đọc lại cho em nghe. Anh đọc lại. Kẹo dâu. Được chưa? Nè, đây cho em. Kẹo này kẹo cứng ha. Ờ, cái này kẹo cứng nè. Nhưng mà nhìn cái lớp dâu nó không được hấp dẫn cho lắm nha. Nó không được đẹp bằng cái loại kẹo mà... kẹo dẻo. Không phải. Kẹo mà màu cà phê á. Cà phê mà đang sen kìa. Là kẹo gì kìa? Là cái kẹo mà cũng giống như vậy mà hơi hơn cà phê đúng không anh? Nhưng mà hôm nay là anh mua đồ dâu cho em mà anh liên quan đến cà phê. Trời lên. Cũng khá là được. Anh ơi, bây giờ chúng ta chỉ còn 3 cái loại này thôi hả? Đúng rồi. 3 này đều là nước hết trơn luôn à. Ừ. Bây giờ uống cái nào nhất ta? Cái này nhỏ này, uống nước này. Ừ, em nghĩ vậy đó, công nhận mình. Gọi là cái câu gì ta? Câu gì ra, cách cảm hết quên rồi ta. Thần giao cách cảm. Ờ, đúng rồi, thần giao cách cảm. Sao dạo này em thấy trí nhớ em nó tệ ghê luôn nha. Bữa trước hả, em làm đồ ăn mà em nói em bỏ cái bột gì vô mà em cũng không nhớ luôn. Cái gì mà gọi là bê đan á anh? Bột ngọt. Sao vậy là gì hết? Đây, mời vài tí nhớ giảm nên anh mua cái này nè. Uống để tăng cường cái nhớ, anh không uống đâu, anh uống đi. Không. Không em à. Anh Xu Hào mỗi lần mà chọn đồ cho chị á là không biết có ngon hay dở không. Mình phải là gọi là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia đúng không? Đây, thôi được rồi. Bây giờ em chia cho anh á. Mà cái nào ngon thì em lấy hết, cái nào dở em cho anh. Bây giờ anh sẽ uống nước cho. Cái này... ngon, em lấy, anh có trả lời. Cái này ngon. Cái này là hương vị sữa bò này, với thêm vị dâu tây, rất là thơm. Sữa này ngon đấy em ạ. Biết sao không? Rất là mát luôn. Chị bật mí cho các em là hồi nhỏ chị rất là đam mê cái sữa của cái Hà Lan này. Nói chung là lâu lắm rồi chị không có uống. Mà hôm nay tình cờ là mình thèm ăn dâu mình, nhưng mà hết dâu ở siêu thị rồi. Anh Hà mới mua những cái thực phẩm mà có nguyên liệu từ dâu. Và mình có mới có cơ hội là thưởng thức lại cái hương sữa mà gọi là sữa tuổi thơ này các em ạ. Như vậy là đâu phải là ăn tay dâu kia là ngon đâu. Mấy cái này cũng ngon vậy. Thấy không? Tính ra hồi nãy giờ bao nhiêu món à? Nè, một đống vỏ luôn nè. Không, không biết vỏ, em không biết vỏ mấy đồ ăn thôi. Nói chung là nãy giờ bao nhiêu món mà em chỉ thấy hai cái món mà gọi là bên đây gọi là ngon. Là thứ nhất á, là món sữa của cái Hà Lan này, sữa dâu. Và thứ hai á, là cái món mà sữa lên men tự nhiên này. Còn bánh với lại sữa chua em thấy cũng bình thường. Kẹo thì cũng thấy cũng bình thường. Còn cái hai cái này cuối cùng em không biết như thế nào nè. Cái này thì cần phải đá bào nè. Còn... đá bào thôi để cuối cùng đi. Bây giờ uống cái này đi. Thơm không? Thơm. Ừ. Anh sao nó màu trắng anh ạ? Màu trắng. Màu trắng. Nó có màu... màu trắng nhưng mà... hương dâu. Nói chung là chỉ là hương liệu thôi. Cái này như hương liệu thôi. Trời ơi, vậy mà làm hả? Cái vỏ hả? Dâu khí thế luôn. Dâu hả? Từ trước ra sau, từ sau ra trước luôn. Hay là nhiều khi nó lọc mất màu rồi. Nói chung là... cũng không biết được. Nhiều khi dâu tay trắng thì sao? Dâu tay trắng tầm đau đây là anh nói là dâu tay bạch tạng hả? Ờ đúng rồi. Loại này là quỷ hiếm mà. Mà em đi là làm không có đâu. Dâu tay bạch tạng các em hả?
À nó kêu là lắc đều trước khi uống, thế nào lắc từng cái màu không anh? Lắc đi. Anh xàm lắc, quá lắc anh nhưng ơi. Mà không biết lắc cái gì. Lắc cái chai. Chẳng lẽ cái đầu em lắc lên có màu? Em đâu có ăn tắc kè bông đâu. Kỳ lạ. Không có màu. Không có màu. Thôi em uống luôn. Uống đi. Em uống thử đi. Chua hả? Ờ. Chua. Chua. Chua bị dâu. Không có vị dâu, vị này không có vị dâu. Cảm giác như giống như là sữa lâm men vậy anh à. Không phải sữa, không phải gọi là sữa, sao gọi là sữa sao ta. Nói chung là đây là kiểu như là sữa lâm men vậy. Nhưng mà em không nghe mùi dâu. Anh thấy cũng có vị dâu đó. Nhưng mà nó hơi ít vị dâu thôi. Anh Dương Hàm nghe được vị dâu ấy. Mà ai nhìn cái chai này cho anh, anh uống mình đi, không uống được đâu. Ok, mà thôi anh lấy chai này. Ok, bây giờ là còn chai siro dâu cuối cùng này. Ừ. Đây anh đi đập đá hoặc là đẹp nhá. Đi. Trời, lâu ghê các em ạ. À. Đây. Nè, anh siro á nên anh pha ít được thôi, chứ nghĩ là nó ngọt lắm á. Ra phía sau, lấy cái ly, bỏ vài viên đá, đổ siro vô mà anh đi gần 5 phút luôn. Không nhận con trai làm việc gì cũng lâu các em ạ. À, đá thì mình phải đập ra được chứ, đâu phải là đá sẵn đó. Màu đỏ đó. Thơm không? Không, không nghe mùi, siro này không nghe mùi. Hay là cái mùi bị ngạt ta, anh ngửi coi. Có hương nhẹ nhẹ mà, có hương dâu nhẹ nhẹ mà. Chị không nghe được mùi gì luôn các em ạ. À. Hay là cái mũi chị bị điếc rồi ta. Tôi uống đi. Sao? Ngọt à. Rồi, để anh xem nào. Đúng không anh? Ngọt à. Ồ, đúng như là cái hương vị mà ngày xưa mà ăn siro đá bảo. Ăn siro đá bảo luôn. Chị ta thay một bào cho em mà lấy đây lấy ra viên. Nhà mình làm gì có đồ bào vào. Thì anh bỏ ra cho cái bịch xong mà đập nhuyễn nó ra. Nó cũng như tự tựa như là đá bào vậy. Bây giờ như thế này nha. Em ngậm đá một em nhai luôn đi. Rồi em nuốt uống cái này ực phát là giống như đá bào vậy. Anh thấy răng em không? Em mới bị gãy một cái răng. Các em mới gì là chỉ mới vừa gãy một cái răng. Bây giờ nhai đá lỡ gãy thêm cái nữa rồi sao? Anh đầu tư cho cái bộ răng giả nguyên một hàng. Ờ đó là một câu chuyện rất là buồn các em à. Thì bị gãy răng vì tham ăn các em. Không có. Anh nói vậy các bạn hiểu lầm em ta. Chị không có ham ăn mà nó tự động gãy. Nói chung là cái món này, nếu như anh làm đá bào, anh bào ra, sau đó anh chế lên trên một chút sữa, gọi là sữa đặc ông thọ các em, ăn thì sẽ ngon hơn. Thôi em trả nè. Bây giờ em gom mấy đồ này em đi đi. Mấy đồ em dọn nha. Mấy đồ này dỡ em dọn nha. Đồ ngon em vô đi đây. Bye bye. Bye bye.